Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống quê hương cách mạng Cần Vương, trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Quang đã nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mùa xuân mới đã về, sắc xuân đang lan tỏa trên từng cung đường, len lỏi trong từng ngôi nhà, góc phố. Cả miền quê huyện Vũ Quang như tưng bừng, rực rỡ hơn bởi cuộc sống của người dân nơi đây đang thay da, đổi thịt từng ngày, tạo đà vươn tới tầm cao mới. Trong năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở huyện Vũ Quang xác định xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, từ đó đã ban hành các nghị quyết sát đúng, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần mang lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và đem lại lòng tin trong nhân dân. Niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Quang khi bước vào xuân mới được đánh dấu bởi những kết quả đạt được trong năm 2023. Đó là tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 3.569 tỷ đồng, tăng 1,62% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 9,36%, dịch vụ tăng 6,99%, sản lượng lương thực có hạt trên 15.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,32 triệu đồng, tăng 3,35 triệu đồng so với năm 2022. Xây dựng được 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, cũng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cho nên là huyện Vũ Quang chúng ta đã đạt được nhiều cái thành tích khá nổi bật, đặc biệt là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc 20 chỉ tiêu, và có những chỉ tiêu là ví dụ như là thu ngân sách là chúng ta là năm thứ tư liên tục là thu đạt và vượt cái kế hoạch hội đồng nhân tỉnh giao. Đấy là một sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ cũng như là nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là chúng ta đã khởi công nhiều dự án quan trọng có đánh dấu cái bước ngoặt trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là khởi công thủy điện 22,5 kV và nhà máy điều hành, cũng như khởi công cái công trình cầu Hộp Chuối để mở rộng cái không gian đô thị của thị trấn. Ngoài ra thì đối với sản xuất nông nghiệp, chúng ta tiếp tục cái việc sản xuất theo mô hình là nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ. Đến nay thì trong năm đã có 7 cái mô hình đã được công nhận sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ và được công nhận là sản xuất cam hữu cơ. Ngoài ra thì có một số cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác chúng ta đang vẫn tiếp tục thí điểm để rồi nhân rộng, và đặc biệt là vừa qua thì chúng ta cũng đã ký kết với công ty Rửa Đông Giáo trong vấn đề là mở rộng cái các cái giống cây giống con trên địa bàn, nhất là dừa và ngô ngọt. Đấy là những cái bước mà chúng ta sẽ hình thành nên cái vùng nguyên liệu tập trung cho sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu, và nếu làm việc tốt được việc này thì chúng ta sẽ tiếp tục là gặt hái được những thành công trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Ngoài việc giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí chỉ tiêu, những xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành 20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 4 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định số 36-38 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Xã Ân Phú là một trong hai địa phương được chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Vũ Quang. Vì vậy, xã xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, nên Đảng bộ xã Ân Phú đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội,
có định hướng, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp tình hình thực tế địa phương để không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, tích cực vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Gia đình ông Phùng Đăng Bình, thôn 5, xã An Phú, sau thời gian tham quan học hỏi kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật trồng hoa cúc tại các mô hình trong và ngoài tỉnh. Năm 2022, ông quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng để cải tạo vườn, xây dựng mô hình trồng hoa cúc với diện tích trên 2.000m2. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây hoa cúc phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 95% và cho doanh thu trên 300 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, thu lãi hơn 100 triệu đồng. Nghị quyết của Đảng bộ và xây dựng nông thôn mới thì tôi cũng là cảm thấy là các cái đất là coi như để mà cải tạo làm lại cái coi như cái hoa để tăng thêm thu nhập vào cho gia đình, nhưng mà lại năm đầu tiên thì tất nhiên là cũng là cảm thấy làm ở nơi khác nhưng mà làm rất được, thì năm nay tôi lại chuyển đổi đưa về ở tại nhà của mình để làm, để coi như là xây dựng một cái mô hình là coi như cho đẹp, và hai nữa là được mọi người để học tập. Cùng với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân, xã An Phú đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như đường giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa. Đến nay, toàn xã có 5 trên 5 khu dân cư đạt kiểu mẫu, 10 cụm dân cư xanh sạch đẹp, 11 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp an toàn văn minh, xây dựng được 140 vườn mẫu, 90 mô hình phát triển kinh tế hàng năm cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,1 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,29%. Xã cơ bản đạt 4 trên 4 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Với diện mạo mới, sắc xuân mới, khiến người dân trong xã ai cũng thấy vui mừng, phấn khởi khi ý Đảng hợp với lòng dân. Rất là hồ hởi, phấn khởi. Phải nói là một sự tự tin. Sau năm 2003, trước năm 2003 lại này thì báo cáo với các anh chị là cái phong trào, từ phong trào hiến đất hiến cây, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, xây dựng các cái thiết chế văn hóa thì được củng cố và tăng cường, đặc biệt đó là xây dựng cái cơ sở vật chất hạ tầng của thôn xóm thì ngày càng được sáng trang. Quê hương thì báo cáo các anh các chị là thay đổi rất rõ nét, thay đổi từ trong ngõ, trong làng, trong xã, và thay đổi cả cái tâm thư nhận thức của nhân dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới và học tập tư tưởng làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh được thấm nhuần đến từng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã. Do đó tôi thấy tức là cái mùa xuân năm 2004 thì sẽ có nhiều cái niềm vui, mà đặc biệt đó là niềm vui là được hòa thuận, vui vẻ và được an lành. Cái đánh giá cái việc thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xã An Phú đã đạt 18 trên 24 tiêu chí. Còn 6 tiêu chí còn lại thì ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể, có phân công cụ thể cho từng các đồng chí trong phụ trách từng lĩnh vực, và quyết tâm đến cuối năm 2024 chúng tôi sẽ hoàn thành các cái chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ đầu kỳ đã đề ra. Cũng như xã An Phú, để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Đức Lĩnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực lao động, sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tạo vốn giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngoài việc tập trung nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực như cam, hồng bình du, mật ong, xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung quy hoạch các vùng sản xuất tập trung liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, nông nghiệp xanh bền vững. Điển hình như mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ của gia đình ông Nguyễn Xuân Kiều, thôn Tân Hưng, mô hình trồng cây bí xanh Nova 209 theo quy trình hữu cơ, liên kết bao tiêu sản phẩm của gia đình Nguyễn Viết Cường, thôn Bình Phong, mô hình tổ hợp tác nuôi ốc bươu đen của đoàn thanh niên ở thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh, v.v. Thì nhận thấy rằng là việc nuôi ốc bươu đen cho thu nhập cao và tạo công việc làm cho mọi người dân trên địa bàn, thì đoàn xã Đức Lĩnh
đã cho ra mắt mô hình nuôi ốc bươu đen tại thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh. Và cho đến bây giờ thì tổ hợp tác đã có 10 thành viên và sản lượng thu về ước đạt trên 6 tấn mỗi năm. Và với giá bán như bây giờ trên thị trường thì thu về với sản lượng như vậy thì thu về khoảng trên 400 triệu đồng. Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 là bước phát triển cao hơn xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các tiêu chí, chỉ tiêu cũng yêu cầu phát triển theo chiều sâu, bền vững và diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng phải đạt đến tầm cao mới. Xác định rõ điều đó, mặc dù là xã thuần nông không có làng nghề truyền thống, còn gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực, song thời gian qua, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang đã nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu để cán đích nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024 bằng nhiều giải pháp. Thì chúng tôi tiếp tục là đánh giá, ra soát lại các cái mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đã đề ra, tập trung cao cho cái việc phát triển sản xuất, nâng cao cái thu nhập cho nhân dân, bởi vì đây là một cái tiêu chí hết sức là cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài cái việc tiếp tục phát triển các cái cây con chủ lực như là cây hồng, cây chanh thì chúng tôi tiếp tục là phát triển các cái mô hình mới như là mô hình ốc bươu đen và tiếp tục tuyên truyền bà con nhân dân là trồng và mở rộng cái diện tích trồng cây dừa. Đây là một cây phải nói là sẽ phù hợp với cái vùng đất của Đức Lĩnh, và thành lập tổ hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm, từ đó để tạo cái thu nhập bền vững cho bà con nhân dân. Là một thôn tái định cư nhưng thôn Hoa Thị, xã biên giới Thọ Điền, huyện Vũ Quang được biết đến với một làng quê phong thủy hữu tình, dân cư hòa thuận, nét quê duyên dáng của đường làng ngõ xóm. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khi mới chuyển về trên vùng đất mới, nhưng người dân nơi đây đã đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất. Chính những giá trị được kết tinh đó đã làm nên một làng quê yên bình, thu hút được nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập kinh nghiệm. Đây là niềm tự hào của người dân trên vùng biên giới. Điều đặc biệt hơn là trong năm 2023, thôn Hòa Thị được tỉnh Hà Tĩnh chọn để xây dựng mô hình điểm về du lịch cộng đồng của tỉnh theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững. Sau khi được tỉnh chọn cái thôn Hòa Thị làm cái điểm du lịch trải nghiệm thì dân lại càng phấn khởi, tự hào. Và cùng từ đó mà rất nhiều địa phương, các tỉnh bạn đã về đấy với thôn Hòa Thị, biết được cái sự phát triển của dân Hòa Thị. Cho nên dân Hòa Thị càng cảm thấy tự hào là một cái địa phương tuy đang gặp nhiều khó khăn, tuy đang mới tái định cư sang, nhưng đã được rất nhiều địa phương, các tỉnh bạn biết đến và đã chung sức đồng lòng cùng nhau đoàn kết để xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Cùng với nhiều địa phương trong huyện, xã Thọ Điền bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao trong điều kiện hết sức khó khăn sau sáp nhập. Để sớm đạt được mục tiêu đề ra, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong ban chấp hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân vào cuộc quyết liệt theo phương châm tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Việc nào thuộc về nhân dân thì gia đình đảm nhận, việc nào thuộc tập thể thì phát động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Từ những cách làm đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi người dân trong việc đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đến nay, xã cơ bản đạt 19 trên 20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quyết định số 36 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi đã tập trung rất là cao độ trong việc là triển khai thực hiện. Thứ nhất là củng cố các cái tiêu chí đã đạt để đúng theo cái quy định. Thứ hai, chúng tôi đã tổ chức hoạt động các cái đợt cao điểm trong cán bộ đảng viên, rồi cũng như là các cái đợt cao điểm trong nhân dân để thực hiện các cái mục tiêu mà theo cái yêu cầu mới của xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh bức tranh nông thôn mới,
một phố thị thị trấn Vũ Quang cũng đang chuyển mình trên đà phát triển theo hướng đô thị văn minh. Hòa chung không khí đón xuân Giáp Thìn, thị trấn Vũ Quang đã có những chuẩn bị tích cực đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn vui xuân đón Tết. Trên khắp các nẻo đường, cờ hoa được trang trí tinh tế, trang nhã, tô điểm cho vùng đất này thêm khởi sắc. Trong khí thế hân hoan đón chào năm mới, người dân nơi đây cũng hòa chung niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và cùng nhau đoàn kết, chung tay, chung sức để xây dựng thị trấn Vũ Quang ngày càng phát triển, xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một huyện miền núi biên giới. Để vui xuân đón Tết, thì thời gian qua Ủy ban thị trấn cũng đã tập trung khá là nhiều các cái hoạt động. Trong đó thị trấn rất là quan tâm trong cái việc ra soát các cái đối tượng chính sách, hộ nghèo, rồi các cái trường hợp khó khăn để huy động các cái suất quà để về với phương châm là mọi người mọi nhà đều có Tết. Bên cạnh đó thì thị trấn cũng quan tâm tổ chức các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chỉ đạo các cái tổ dân phố, rồi huy động sự vào cuộc của các cơ quan đơn vị để dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà cửa, để tạo cái không khí sạch sẽ, phấn khởi, rộn ràng để cùng vui xuân đón Tết ở trên địa bàn. Đi trên các vùng quê hôm nay, một điều dễ nhận thấy đó là những con đường liên thôn, liên xã được trải thảm bê tông bằng phẳng, rộng rãi, sạch đẹp. Các công trình phúc lợi xã hội, nhà cao tầng, ngói mới mọc lên san sát. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại hoạt động tấp nập. Sự đổi thay ấy đã tạo cho quê hương Vũ Quang một sức sống mới, mạnh mẽ và năng động. Phát huy những kết quả đạt được, bước vào năm 2024, huyện Vũ Quang cũng đã đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phát động phong trào thi đua với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào, cả huyện chung sức xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây dựng gia đình nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh. Phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, khai thác và phát huy tiềm năng về du lịch, dịch vụ thương mại, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây, con có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Phấn đấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 3.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 52,1 triệu đồng, thành lập mới 15 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Huy động các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Huyện đã đề ra 28 chỉ tiêu phải đạt được trong năm 2024. Trong đó đặc biệt là một số cái chỉ tiêu quan trọng như thu nhập bình quân đầu người, rồi là giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất nền kinh tế, rồi là thu ngân sách, rồi là các phát triển các cái mô hình kinh tế. Đấy là một trong những cái vấn đề quan trọng để rồi là thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như thực hiện nghị quyết đại hội. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến việc phát triển du lịch dịch vụ và tăng cái vấn đề liên kết sản xuất giữa người nông dân với doanh nghiệp trong việc sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao cái chất lượng giáo dục, đặc biệt là cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở để rồi là chúng ta tiếp tục nâng cao cái sự nghiệp giáo dục. Còn với y tế thì tiếp tục nâng cao cơ sở vật chất khám chữa bệnh đã để đảm bảo là vấn đề là cho người dân trên địa bàn được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh đạt cái quy chuẩn cũng như là cái tiêu chuẩn chung cũng như đáp ứng được cái mong muốn của người dân. Trong cái chuyển đổi số cũng như cải cách hành chính thì phải nâng cao cái cơ sở vật chất hạ tầng và đặc biệt là chúng ta tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân rồi các doanh nghiệp rồi là tất cả mọi người đều có thể là tiếp cận được với cái chuyển đổi số này và thực hiện các cái việc công việc hành chính cũng như việc các cái nội dung khác trên cái nền tảng số. Quốc phòng an ninh thì tiếp tục là giữ vững
làm sao đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn luôn được đảm bảo và tình hình an ninh biên giới được giữ vững, tăng cường hợp tác quan hệ với nước bạn Lào để rồi chúng ta phối hợp trong vấn đề bảo đảm an ninh đường biên. Những chủ trương, nghị quyết, đề án sát đúng đã được cán bộ và nhân dân Vũ Quang cụ thể hóa thành các chương trình hành động, đi sâu vào cuộc sống một cách sinh động, phát huy sức sáng tạo và nguồn lực hành động của nhân dân đã làm nên những thành quả quan trọng trong thời kỳ đổi mới. Một mùa xuân mới với bao niềm vui mới, nhân dân Vũ Quang không khỏi tự hào về những thành quả đã đạt được trên tất cả các mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. Và thành tựu ấy sẽ là dấu ấn, là tiền đề quan trọng để Vũ Quang hướng tới một tầm cao mới, toàn diện và vững chắc.